Rồi, chào mọi người nha. Anh nào hỏi 041 đi. 041 có một cây. Con cây mà nước sơn nó còn sáng. Tay rồi nước sơn còn cả. Này vệ sinh ra nha. Xích thì còn rất là dày rồi. Làm chuột nha. Làm chuột. Làm mới tin gì luôn. Làm này như 6 tắc rưỡi vậy mà dài. Thế đây mọi người, thế ha. Nói chung là nước sơn còn rất là mới, làm ở tin zin luôn nha, làm ở tin zin, làm chuột. Rồi con này để cho kêu hơi thử ra. Ui mày cứng mẹ rồi, cứng rồi mọi người. Chó nó không ăn vô vô lăng nên là cá sắt, nên là mọi người nó không có hư đâu mọi người, về kiểm tra thôi. Này bán đại đi, này 1 triệu nha mọi người ha. Hơn này 1 triệu, bộ lâm xích này không cũng gần bằng tiền 1 triệu nha, không bao ship nha, gọi trả giá nha. Gọi trả giá cho mọi người 1 triệu. Máy thì ông bao vậy, kéo nó cứng rồi sao. Rồi 1 triệu nha mọi người, không có ship.